Quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì hôm trước Mai làm một cái video mà những chiếc xe 5 chỗ trong khoảng tầm 550 á, Mai có nhắc tới một chiếc Kia Cerato thì hôm đã xe chưa về. Hôm nay Mai mới quay được cho các anh chị chi tiết chiếc xe này ha, để những anh chị nào mà đang tìm một chiếc xe Kia Cerato đặc biệt là màu đỏ nha. Tại vì Mai thấy trên các diễn đàn cũng có một số anh chị đang tìm á, nhưng mà tại vì chưa có quay video nên chưa gửi chi tiết cho các anh chị được, thì hôm nay Mai mới quay đây. Đây là phiên bản 2.0 nha các anh chị nha. Đời 2018 phiên bản 2.0 nó là cái phiên bản mà đầy đủ option ha các anh chị ha. Động cơ 2.0 thì đi cũng rất là êm, rất là sướng luôn. Rồi bây giờ chắc là sẽ đi chi tiết hơn một chút xíu, mình đi một vòng quanh xe đi để xem được cái chất xe, rồi Mai sẽ có giá bán cho các anh chị luôn ha. Đời 2018 thì xe bên Mai còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị mình luôn nha. Nước sơn màu đỏ còn rất là mới, rất là đẹp, rất là liền lạc luôn các anh chị ha. Đời 2018 nhưng mà đi mới có 28.000 km thôi. 18, 19, 20, 21, 4 năm mà đi 28.000 thì một năm nó chỉ khoảng tầm đâu tầm 8.000 các anh chị, 8.000 km, 7-8.000 km thì nó là rất là ít luôn các anh chị nha. Ít đi nè, đời thì cũng khá là cao, giá thì cực kỳ mềm thôi. Hiện tại thì xe này bên Mai đang bán với giá là 558 triệu, đặc biệt là xe màu đỏ nữa, trên thị trường xe qua sử dụng màu đỏ thì khá là hiếm các anh chị nha. Một điểm cộng cho chiếc xe này nữa đó là biển số của mình là biển số thành phố luôn, sẽ tiết kiệm cho các anh chị 20 triệu tiền biển số nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi gần hơn để xem thử cái chất xe nha các anh chị nha. Đó, nước sơn màu đỏ ha. Ở phiên bản 2.0 của mình thì có cảm biến trước sau cho các anh chị mình luôn ha. Cảm biến trước sau, cam lùi, đèn led ban ngày nè, rồi màn hình cảm ứng, cửa sổ trời, đầy đủ option luôn ha. Rồi các anh chị kiểm tra với Mai phần mâm ha, mâm vỏ nè. Ở đây thì như là anh chủ sơn như mình bốn con heo thắng màu đỏ này. Nhìn phát là đập vô mắt luôn, nhìn rất là thể thao ha. Vỏ của mình thì cũng có heo mần đôi chút rồi các anh chị nha. Đi cũng thật ra là cái dòng vỏ của Kia Mazda thì khá là nhanh. Hôm trước Mai có một chiếc Cerato đi 28.000 mà vỏ mòn đi rất là nhiều luôn. Đó, đây là vỏ zin này các anh chị nha. Hình như là có một vỏ phía sau kia là thay 2019 bị cán đinh thì phải. Phần mâm của mình cũng không có trầy xước gì hết các anh chị nha. Xước nhẹ nhẹ như thế này, nếu các anh chị thích thì Mai phay lại cho các anh chị nè. Sơn lại, cái này là phay ha, mâm phay thì cái này sơn lại được nè. Đây heo thắng mình màu đỏ nè, rất là thể thao luôn. Xe này thì đăng kiểm đường bộ còn tháng 4 năm 2022 luôn. Tha hồ chạy các anh chị nha. Có dán phim cho mình rồi nè. Rồi các anh chị kiểm tra với Mai phần keo chỉ đi. Dù là xe đẹp như thế nào, dù là có lướt hay có như thế nào đi thì cứ kiểm tra đầy đủ với các anh chị ha. Lỡ mà mình ở xa mình không có lên cái xe được nè, dịch rồi này kia không có đi lại được á, thì mình coi qua cái video này mình biết được cái chất xe như thế nào luôn ha. Tại vì video thì không có làm được quá dài á, nên Mai kiểm tra trước cho các anh chị một cửa như thế này ha. Nếu mà các anh chị thật sự quan tâm cái xe này thì Mai sẽ quay một cái video chi tiết hơn nữa, kiểm tra đầy đủ bốn cửa, bốn lớp, rồi kiểm tra đầy đủ hết cho các anh chị như là bên Mai đi kiểm tra xe vậy đó, rồi gửi cho các anh chị xem trước khi mà mình quyết định có xuống cọc chiếc xe này hay không ha. Đây ở phía sau mình thì có cảm biến lùi rồi nè, có cam lùi ở đây ha. Ở dưới này thì nẹp inox. Đây mở cốp ra cho các anh chị xem nè. Wow, cốp rất là rộng ha. Phân khúc này nó thuộc dạng phân khúc sedan C rồi các anh chị. Cùng phân khúc này thì bên Mai đang có Elantra lướt 2020 form mới nè, đi mới có 10.000 thôi. Rồi Elantra Sport đời 2018 màu đen. Màu đen rất là hiếm. Chiếc xe đó thì phải nói là cực kỳ đẹp, anh chủ lên rất rất là nhiều đồ đời 2018 nha. Mặc dù là form cũ nhưng mà cực kỳ thích cái thiết kế xe đó luôn á. Đây, mâm của mình nè, còn đầy đủ ha, bồn dầu cụ sửa chữa đầy đủ nha. Đây các anh chị kiểm tra giúp Mai phần ốc cốp nè, keo chỉ cốp nè. À quên, phân khúc này Mai còn cùng với dòng này Mai còn một chiếc nữa là Cerato đời 2018 luôn, nhưng phiên bản số sàn màu trắng các anh chị. Giá cực kỳ mềm ha, chỉ có 478 triệu thôi. Rồi, bây giờ các anh chị đi vô trong nội thất xe. À quên cho các anh chị xem cái phần tiêu hao nhiên liệu nè. Xe này tiêu hao nhiên liệu của mình ở đường trường là 6 lít 2 ha, đường kết hợp là 7 lít 9 và đường trong đô thị là 10 lít 8. Cho các anh chị xem cái thông số để tránh mất công người Mai đọc không á, thì các anh chị không có thấy được cái bảng thông số thì lại bảo Mai nói xạo này xạo kia. Đó, nội thất của mình là màu kem các anh chị nha, còn rất là mới, rất là căng bóng. Sàn của mình thì sàn kia nguyên bản thôi, nhưng mà đã có cho mình cái táp bi phía trên rồi, cũng rất là sạch sẽ thôi. Nếu mà được về mình có thể lên cái sàn 5D cũng được, sàn simili luôn cũng được, không để dùng luôn được. Đây có màn hình nè, cửa sổ trời này các anh chị nha, cửa sổ trời ha, màn hình cảm ứng ha, có tích hợp bản đồ luôn. Ở trên này là cửa sổ trời nha.
Mai đang mở radio nên nó kêu cái tiếng nó kỳ. Cửa sổ trời mở một chạm, đóng một chạm này các anh chị. Kia Hyundai này kia thì nổi tiếng và option rồi. Vô lăng của mình là vô lăng mây da ha. Ở dưới là có ốp cái phần nhựa rất là thể thao nè. Đàm thoại rảnh tay nè. Các cái phím chỉnh âm lượng và tốc độ nè. Phím điều khiển cho cái màn hình ha. Và chế độ cruise control. Có hai cái lẫy chỉnh số trên vô lăng luôn các anh chị. Sẵn kiểm tra vô lăng thì kiểm tra giúp Mai luôn cái cần số ha. Cần số ở đây mình còn rất là mới nè. Đó, không có dấu hiệu hao mòn gì hết. Thì tương đương với cái vô lăng với cần số và những cái option đó thì mình sẽ coi luôn cái phần odo ha. Odo mình là mới có 28.000 km thôi. Rồi, cơ bản là như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi ra phía trước mình kiểm tra cái động cơ. Để Mai đề máy lên. À, quên cho các anh chị xem là cái xe này mình... Cái xe này có nhớ ghế hai vị trí và ghế lái chỉnh điện nha các anh chị nha. Một dòng Cerato khá là nhỏ gọn nhưng mà đã có nhớ ghế hai vị trí và ghế lái chỉnh điện luôn rồi. Rất là đầy đủ ha. Rồi. Đây, các anh chị kiểm tra giúp Mai phần ốc cabo, kêu chị cabo. Khi Mai lên video thì có một số anh chị, không biết là các anh thì sẽ rành xe á. Các anh hay ghẹo Mai là trời ơi, nhỏ này chắc học thuộc. Thì thật ra là Mai cũng làm xe cũng được thời gian không phải là quá dài, khoảng tầm 5 năm thôi. Những cái phần mà option trên xe thì mình nhiều khi cũng không cần thiết phải học thuộc đâu các anh chị. Nếu mà học thuộc mình khó nói lắm. Nhưng mà mình thấy ok, nó sẽ có những tính năng như vậy. Vậy để mình giới thiệu cho các anh chị, để các anh chị biết được chiếc xe này có những tính năng như vậy. Xe qua sử dụng thì chủ yếu Mai sẽ kiểm tra cho các anh chị những phần nè, như là máy móc nè, những cái tem này còn ha. Động cơ mình là chưa có tháo mở gì hết, keo chỉ còn nè, ốc là còn sơn nè. Xe thì còn những cái gì đó cho các anh chị ha, tình trạng xe như thế nào. Còn về những cái option mà chi tiết trên xe về tính năng xe thì các anh chị có thể xem thêm trên những cái trang mà mua về xe mới, chuyên về xe mới á các anh chị. Thì nó sẽ có nhiều hơn các anh chị ha. Nó sẽ có được khá là đầy đủ như là bao nhiêu túi khí, bao nhiêu loa, rồi cái phần mà ví dụ như ghế, có ghế nào chỉnh điện hay là option, hay là những cái cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, đổ đèo này kia chi tiết hơn á. Thì mình cứ lên trên những trang xe mới là có đầy đủ hết. Rồi một số anh chị hay comment hỏi Mai về giá bán xe mới. Cái đó thì nếu các anh chị cần thì Mai sẽ tư vấn chi tiết cho các anh chị luôn là nếu mà mình mua xe này, mình sẽ tiết kiệm hơn so với xe mới bao nhiêu. Tại vì khi định giá xe thì chắc chắn mình sẽ xem thử trên thị trường xe mới đang bán như thế nào nè. Chiếc xe giống như thế này trên thị trường đang bán như thế nào. Chứ không phải là bình thường bâng quơ mình thích cho cái giá bao nhiêu là cho đâu các anh chị. Nên các anh chị yên tâm về phần giá bán ha. Người ta hay nói là mua lầm chứ bán không lầm đâu các anh chị nha. Yên tâm. Rồi, xe thì bên Mai còn thương lượng còn bớt cho các anh chị luôn. Nên là các anh chị nếu mà chốt cọc xe này, ưng cái xe này thì cứ trả giá đi. Rồi ví dụ như inbox cho Mai, xe này bây giờ anh chốt bao nhiêu đó anh sẽ đặt cọc, thì cho Mai cái giá, Mai sẽ cảm thấy ok, cân đối xe này bán được, sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Giá tốt nhất mùa dịch luôn. Và còn hỗ trợ cho các anh chị trả góp luôn ha. Thì ví dụ như anh chị có tài chính khoảng bao nhiêu đó, có góp được con này hay không, hàng tháng góp bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu, thì cứ inbox qua cho Mai, Mai tính cho các anh chị. Nếu mà mình ở xa thì cứ đặt cọc rồi Mai sẽ đưa xe đến cho tận nhà cho các anh chị kiểm tra một lần nữa, xem thử có đúng video Mai làm hay không, có đúng như Mai cam kết hay không ha. Rồi nếu mà ok thì mình thanh toán tiền về giao xe, nhận xe tại nhà luôn. Đó. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi và tin tưởng Foxcar trong thời gian vừa qua. Cũng sẽ có trong thời gian tới, qua hết dịch mùa này thì chắc bên Mai sẽ có một vài chương trình tri ân cho những anh chị mà đã từng mua xe tại Foxcar, ví dụ như là tặng thay nhớt hay là kiểm tra bảo dưỡng gì đó, nên các anh chị mình yên tâm nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.